Hổ nặng 100kg đột ngột nổ thú tính tấn công huấn luyện viên đầy mang rợ. Xiếc thú luôn là màn trình diễn hấp dẫn với khán giả bởi sự kịch tính. Tuy nhiên, để có được những màn trình diễn đẹp mắt ấy, những người huấn luyện viên đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, công sức, thậm chí là cả tính mạng của mình. Vì ngay cả khi đã được thuần hóa, bản năng hoang dã tiềm ẩn bên trong những con vật ấy vẫn là một mối đe dọa khó lường. Trong video có thể thấy, không khí buổi huấn luyện đang khá thân thiện và gần gũi. Người huấn luyện với vẻ ngoài điềm tĩnh tự tin tiếp cận chú hổ to lớn, dường như đã quá quen thuộc với người bạn đầy nguy hiểm này. Anh ta không ngần ngại để con vật áp sát, thậm chí còn thoải mái cười đùa khi bị nó nhảy bổ vào người. Rocky, làm gì? Tuy nhiên, nụ cười ấy nhanh chóng tắt liệm đi khi con hổ bắt đầu lộ rõ bản năng hoang dã. Nó ghì chặt lấy người huấn luyện viên, cố gắng kéo đầu anh ta xuống để dễ dàng tấn công. Những móng vuốt sắc nhọn bắt đầu ghim chặt vào vai áo, khiến người đàn ông phải nhăn mặt vì đau đớn. Sau đó, con hổ há to miệng, nhè răng sắc nhọn hướng về phía cổ họng người huấn luyện. Sức lực khủng khiếp của nó khiến anh ta không thể đứng vững. May mắn thay, người đàn ông đã kịp thời lấy lại bình tĩnh. Anh ta nhanh tay chộp lấy cây gậy huấn luyện, sử dụng nó để kiểm soát con thú đang hùng hăng. Mặc dù đến cuối video, người huấn luyện đã thoát khỏi nanh vuốt con hổ trong gang tấc, nhưng sự việc một lần nữa cảnh tỉnh cho con người về sức mạnh tiềm ẩn và bản năng khó đoán của động vật hoang dã. Dù đã được thuần hóa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của BeatUp. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.